Những năm gần đây, tỉnh Long An nổi lên như một hiện tượng phát triển kinh tế trong vùng, với hàng loạt các thông số vô cùng ấn tượng đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long như: trong năm 2021, đứng đầu về thu hút đầu tư nước ngoài FDI cả về số lượng dự án lẫn tổng vốn đầu tư. Thu nhập bình quân đầu người, cụ thể ở đây là 90,2 triệu đồng, giá trị xuất nhập khẩu đạt 7 tỷ đô la và còn nhiều thông số tiến bộ khác luôn nằm trong top đầu của khu vực. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ viếng thăm bộ mặt của tỉnh này là thành phố Tân An, thành phố duy nhất của tỉnh Long An. Trong tập phim ngày hôm nay, chúng ta sẽ khám phá các công trình, các khu vực như sau. Đầu tiên là Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, khu công viên tượng đài chiến thắng, rồi đi qua cầu Tân An bắc ngang sông Vàm Cỏ Tây để chính thức vào trung tâm thành phố bằng cách đi trên quốc lộ 1, một đoạn đường rất là nhiều công trình đặc biệt. Tiếp tục ghé qua quốc lộ 1A để đến với khu vực trung tâm hành chính mới của tỉnh, rồi quay về trung tâm lâu đời của tỉnh bằng con đường đẹp nhất thành phố là đường Hùng Vương, nơi có sân vận động với 4 cột đèn chiếu sáng, được xem như là kỳ quan chiếu sáng của cả nước, cũng như tòa nhà Vincom, hồ thủy lợi, đập Bảo Định, công viên phường 3, bệnh viện đa khoa, khu trung tâm hành chính lâu đời, chợ dân sinh v.v. Và cũng không quên khám phá thành phố này về đêm. Thời gian này cũng là thời gian chợ đêm thành phố đi vào hoạt động. Một chợ đêm rất là ấn tượng đối với mình, vì mình chưa bao giờ đi một cái chợ đêm nào lớn đến thế. Và ngoài ra còn rất là nhiều công trình, nhiều điều ấn tượng về thành phố này nữa đó các bạn. Có nhiều người nói rằng với những chỉ số phát triển vô cùng ấn tượng trong những năm gần đây, cho nên chắc có lẽ không lâu nữa tỉnh Long An sẽ vượt mặt Cần Thơ để trở thành đầu tàu kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long này. Theo mình, nhận định trên là hoàn toàn có cơ sở đó nha. Và còn các bạn nghĩ gì về nhận định này? Để có thêm thông tin, Hữu xin mời các bạn cùng mình đi khám phá tỉnh Long An nói chung và thành phố Tân An nói riêng này nha. Đây là sơ đồ tổng thể về thành phố Tân An. Mình đang chạy từ hướng Sài Gòn vào trung tâm thành phố. Tại ngã năm này chúng ta sẽ vào quốc lộ 1 để vào thành phố Tân An, và sau đó đi ngược lại quốc lộ 1A để đến với trung tâm hành chính mới của tỉnh. Tiếp tục chạy vào trung tâm lâu đời của thành phố thông qua con đường Hùng Vương. Giờ bắt đầu cuộc hành trình của chúng ta tại vị trí này nha, quốc lộ 1A. Ở trước mắt của các bạn lúc này là một ngã năm mà hồi nãy mình có nhắc đến. Và công trình mở màn cho tập phim lần này là một tòa nhà, nhưng nhìn không khác như một lâu đài. Mình cũng mới đi Bắc về và mình thấy kiến trúc này cũng khá là giống kiến trúc xây dựng nhà của các đại gia ngoài đó đó các bạn. Thường được xây dựng theo kiểu châu Âu cổ điển với rất là nhiều họa tiết. Án ngữ bên phải dòng xoay lúc này là Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An. Nhìn rất là ngăn nắp và trang nghiêm. Hiện có một phái đoàn đang vào đó viếng thăm, nên các bạn có thể thấy ở bên ngoài có nhiều công an đang túc trực là như vậy. Trong khu nghĩa trang này có khoảng 352 mộ liệt sĩ và hàng năm thì có những ngày được tổ chức để viếng thăm các ngôi mộ liệt sĩ ở đây. Tiếp tục đi tới nữa là khu vực ngã năm. Tại vị trí này có một cái bùng binh rất lớn, nên người dân cũng gọi đây là khu vực vòng xoay lớn thành phố. Nó được xây dựng theo hình một bông hoa khổng lồ, xung quanh được trang trí là những lá cờ đỏ của Việt Nam. Và phần tháp công trình màu vàng bên trên tựa như là nhị hoa của bông hoa này. Nhìn từ trên cao phải nói là nó rất đẹp luôn đúng không các bạn? Cũng tại khu vực ngã năm này, phía bên phải màn hình của các bạn lúc này là công viên tượng đài chiến thắng Long An. Các bạn cùng mình vào sâu bên trong để tham quan một chút nha. Hiện tại thì Hữu đang đứng ở giữa cái quảng trường của đài tưởng niệm này luôn đó các bạn. Ở đây là chúng ta thấy một cái bức tượng của một bà mẹ nè, và bên dưới là chiến sĩ ha. Đó. Còn ở sau lưng á là một cái pho tượng biểu tượng á của trong những cái năm mà kháng chiến á. Khu công viên này được xây dựng vào năm 2005, rộng 6 hecta và được khánh thành 5 năm sau đó. Còn bên dưới tượng đài là khu trưng bày các hiện vật, hình ảnh liên quan đến các sự kiện trong lịch sử. Lúc mình đến đây thì không mở cửa rồi mọi người. Còn đây là khu vực phía sau nè. Có một bức tranh về những cái năm chiến tranh đó mọi người. Và cuối cùng là hình ảnh của một cái huy hiệu khổng lồ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chia tay với công trình mang tính lịch sử này, chúng ta tiếp tục đi vào quốc lộ 1 để tiến vào trung tâm thành phố Tân An. Đây là khu vực cửa ngõ phía đông bắc của thành phố để lên thành phố Hồ Chí Minh, nên các bạn có thể thấy dân cư ở đây tập trung rất là đông đúc ở hai bên đường. Ở đoạn này có một số công trình tiêu biểu như showroom xe VinFast. Và ở trước mắt các bạn lúc này là trường cao đẳng tỉnh Long An. Trường cao đẳng Long An. Mặc dù đây chỉ là một trường cao đẳng nhưng nhìn chung khá là hoành tráng, nhưng có vẻ hơi cũ kỹ một chút ha. Long An là tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nhưng trước năm 1975 thì tỉnh này lại xếp vào khu vực Đông Nam Bộ. Hiện nay tỉnh Long An nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ, là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhất là có chung ranh giới với thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời đó tỉnh cũng được xem là thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản lớn nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
ở bên kia có cái tòa nhà của Viettel của mọi người, to quá luôn á. Trong năm 2021, dân số của tỉnh là 1.763.754 người, đông thứ 13 cả nước và đông thứ 3 ở khu vực chỉ sau An Giang và Tiền Giang. Thu nhập bình quân đầu người GRDP là 90,2 triệu đồng, đứng thứ 14 cả nước và đứng đầu khu vực, theo sau là Cần Thơ. Tất cả về đoạn đường này đây. Bên kia bờ sông là chính thức vào trung tâm thành phố rồi. Mình đang đi trên cầu Tân An. Thấy vậy chứ, cầu Tân An này đã có một lịch sử rất là lâu đời, tận thời Pháp thuộc lần đó các bạn. Cầu được đưa vào sử dụng vào năm 1886, là cái cầu thuộc tuyến đường sắt Sài Gòn-Mỹ Tho, dùng cho cả đường sắt và đường bộ. Năm 1968, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cho xây dựng cái cầu mới bằng bê tông dài 406m. Và mãi cho đến năm 2019, cầu Tân An được khởi công xây dựng làm mới lại thêm một lần nữa. Và lúc này có chiều dài là 301m, rộng 12m, gồm hai làn xe cơ giới. Hiện nay cầu đang bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, một dòng sông lấy nước từ sông Tiền và vùng Đồng Tháp 10, chảy qua địa phận của hai tỉnh Long An và Tiền Giang. Có tổng chiều dài là 235 km, riêng đoạn ở tỉnh Long An là 186 km. Đứng ở đây thôi là các bạn thấy ở dọc cái đường ven bờ sông rất là sầm uất luôn nha mọi người. Ở bên kia còn có làng ẩm thực nữa kìa, chắc là tối sẽ rất là vui nhộn nha. Rồi ở bên dưới là chỗ người ta bán buôn á, kiểu giống như là một cái chợ vậy, rau củ quả. Rồi như vậy là chúng ta đã chính thức đặt chân vào trung tâm thành phố rồi. Trung tâm chào đón chúng ta bằng một lượt tới hai cái công viên nằm bên trái. Công viên có hình tam giác là công viên Hoàng Văn Thụ, còn cái còn lại là công viên phường 2. Và đoạn đường này vẫn thuộc về quốc lộ 1. Giờ nhìn lại một lần tổng thể hình ảnh thực tế của trung tâm thành phố Tân An nha. Đầu phía trên của sông Vàm Cỏ Tây là trung tâm thành phố mới. Khu vực ở giữa là nơi dân cư đông đúc, cặp hai bên đường quốc lộ 1. Khu cặp bên sông Bảo Định là các trung tâm thương mại, siêu thị, công viên, khu vực chợ đêm và đoạn cuối cặp mé sông Vàm Cỏ Tây là các cơ quan hành chính nhà nước lâu đời. Rồi giờ đi tiếp từng khu với mình nào. Quốc lộ 1A đoạn chạy qua thành phố Tân An, rất đông đúc và sầm uất đúng không các bạn? Bên kia đường là bưu điện, một tòa nhà mang dáng dấp cổ kính. Nhà cửa ở đây dày đặc luôn mọi người. Đây có lẽ là một trong hai khu vực đông đúc dân cư nhất của thành phố này. Còn đây là bề đối diện, nằm bên phải của quốc lộ 1, cũng đông không kém ha. Nhưng gần như ở đoạn đường này, mình không thấy công trình nào là điểm nhấn. Đại loại như là một tòa nhà cao tầng hay một công trình mang kiến trúc đặc biệt, mà chủ yếu toàn là nhà phố dạng ống thôi. Ở giữa con đường huyết mạch của thành phố là một dãy dài các cột điện quá hoành tráng luôn các bạn, vừa cao mà lại vừa to với chi chít dây điện trên đó. Đảo Cầu Đài cũng là một đảo khá phổ biến ở miền Nam và đoạn này có tới hai cơ sở của đảo này. Cái đầu tiên là Thánh Tắc Cầu Đài. Rất là lớn luôn á. Và cái thứ hai tên là Điện Thờ Mẫu. Ở khúc này của đoạn đường là khu vực giao nhau của hai tuyến đường lớn, đó chính là quốc lộ 1 là đường nãy giờ chúng ta vừa đi qua và đường Hùng Vương. Theo mình thấy đường Hùng Vương ở thành phố Tân An này còn sầm uất, lớn và đẹp hơn cả đường quốc lộ 1 nữa. Nhưng mà để mình khám phá xong hết quốc lộ 1 rồi qua đường Hùng Vương sau luôn nha. Băng qua đường Hùng Vương luôn và đi khám phá tiếp quốc lộ 1 đoạn còn lại. Càng đi xa màn hình thì dân cư càng thưa thớt và đi tới gần vùng ngoại ô hơn. Ngay ngã tư Hùng Vương và quốc lộ 1A nằm bên phải màn hình là trạm biến áp 110 kW. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao giữa đường quốc lộ 1 lại có hàng loạt các trụ điện cao to khổng lồ đến như vậy. Đoạn này cũng là nơi tập trung rất là nhiều công trình trọng điểm của thành phố như là bảo hiểm xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, cũng như rất là nhiều công trình tôn giáo của Công giáo. Nhà thờ Tân An nhìn từ trên cao. Một số người bạn nước ngoài của mình có nói là sao mà nhìn nhà thờ của Việt Nam không giống như nhà thờ ở trên thế giới, vì nó có nét gì đó tương tự như là một ngôi đền.
hoặc là một ngôi chùa Phật giáo. Theo mình thì nguyên nhân của các bạn nước ngoài nghĩ như vậy là vì các công trình nhà thờ ở nước ta đã mang rất là nhiều yếu tố bản địa vào đây, như ở phần cổng, phần mái, bố cục công trình, vân vân. Vietinbank. Cục Hải quan tỉnh Long An. Bảo tàng tỉnh. Đầu này có hàng loạt các công trình mang kiến trúc truyền thống của nước ta. Công trình hình chữ U với mái màu cam là trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Ngoài ra chúng ta còn có các công trình quan trọng khác như thêm một trường học nữa nè mọi người. Đây là trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng. Đối diện qua của nó là Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường. Kế bên là Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ. Tiếp tục luôn là Ủy ban Nhân dân phường 4. Đây là công an phường 4 nữa. Thêm một cái nhà thờ nữa đây các bạn. Nhà thờ Bình Quân. Đi tới đây coi như chúng ta đã đi xong quốc lộ 1 tại thành phố Tân An. Giờ rẽ sang tuyến đường mới, đó là quốc lộ 1A để đến với trung tâm hành chính mới của tỉnh. Thông thường thì trung tâm hành chính mới được xây dựng sau, cho nên nói chung nhìn nó sẽ rất là hoành tráng và đẹp. Nhưng mà không biết ở tỉnh Long An này sẽ như thế nào nữa. Các bạn cùng mình khám phá tiếp nha. Ở đoạn này của quốc lộ 1A khá vắng nhà người dân và các công trình khác, nhưng mà khi có rồi thì lại tập trung thành một hàng xuyên suốt và rất là hoành tráng như vậy nè. Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Long An. Wow, quá nhiều cái công trình cao tầng ở đây luôn. Tiếp theo là Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. Và hai cái tòa nhà màu trắng này là một cái là Cục Thuế tỉnh Long An luôn ha mọi người. Chúng ta lại đến thêm một ngã đường giao thông nữa. Nhưng nếu thông thường là ngã 3, ngã 4, ngã 5 hay ngã 6 là dữ lắm rồi. Nhưng ở đây tới tận ngã 7. Nằm chết sang bên phải là một khu vực khá đông đúc. Theo mình thì trong này có một trạm xá, một nhà khách, cơ quan nhà nước và có cả một khu thể thao nữa. Hiện nay tỉnh Long An nổi lên như là một trung tâm công nghiệp mới của cả nước. Khi mà trong những năm gần đây, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Long An là địa phương đang đứng thứ 3 cả nước trong quá trình phát triển các khu công nghiệp sau tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Về thu hút vốn đầu tư FDI, Long An đứng thứ 13 cả nước và đứng thứ 3 trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sau Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh, cũng như luôn luôn dẫn đầu các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo thống kê Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An, tính đến nay toàn tỉnh có 37 khu công nghiệp với tổng diện tích là 12.285 ha. Long An đứng thứ 5 cả nước về quy mô khu công nghiệp sau Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ninh và Hải Phòng. Wow, toàn là những chỉ số kinh tế rất ấn tượng đúng không các bạn? Đối diện qua bên kia đường là một công ty may mặc có tên là Unamic. Quay lại ngã 7 hồi nãy và tiếp tục đi theo quốc lộ 1A để vào khu hành chính mới. Đường quốc lộ 1A đoạn này khá là hoành tráng với rất là nhiều làn xe. Công trình đầu tiên ở đoạn này mà chúng ta thấy là công ty xổ số kiến thiết. Mình đã đi qua cũng khá là nhiều tỉnh và mình thấy một điều là các công ty xổ số kiến thiết ở miền Tây có trụ sở rất là bự luôn đó các bạn. Do là khu mới nên các bạn sẽ thấy đường xá, công trình được quy hoạch rất là bài bản. Hướng này là từ trục quốc lộ 1A nhìn vào trung tâm thành phố. Đường này là đường Hùng Vương, con đường đẹp nhất của thành phố Tân An này. Chút nữa thôi mình sẽ chạy vào con đường này để quay lại trung tâm của thành phố. Giờ chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đi qua dự án La Villa Green City với hàng loạt các căn nhà đang ở trước mắt các bạn lúc này. Dự án này có diện tích là 22 hecta với hơn 800 căn nhà phố, biệt thự có giá khoảng 4 tỷ đồng một căn. Nó có một vị trí khá là đắc địa, nằm cạnh quốc lộ 1A và dòng sông Vàm Cỏ Tây. Còn về tiện ích nội khu sẽ có quảng trường nhạc nước, công viên ven sông, hồ bơi, trường học, phòng tập thể dục, vân vân. Coi như chúng ta đã khám phá xong hai trục đường lớn của thành phố là quốc lộ 1 và quốc lộ 1A, nơi có trung tâm hành chính mới. Giờ theo con đường hoành tráng nhất thành phố, đường Hùng Vương,
để vào trung tâm lâu đời của thành phố thôi. Phía trước con đường là tòa nhà của Sacombank. Bên cạnh là một trung tâm công nghiệp mới nổi của cả nước, thì Long An cũng có nền nông nghiệp rất phát triển với rất là nhiều đặc sản tên tuổi như là gạo Tài Nguyên, gạo Nàng Thơm Chợ Đào, rượu đế Gò Đen, dưa hấu Long Trì, dứa Bến Lức, đậu phộng Đức Hòa, mía Thủ Thừa, thanh long Châu Thành, vân vân. Đặc biệt lúa gạo chất lượng cao là sản phẩm nông nghiệp chủ lực phục vụ xuất khẩu. Đoạn này chỉ là đoạn ngoài rìa của thành phố thôi, nhưng mà mọi thứ rất là ngăn nắp gọn gàng và cũng có khá là nhiều nhà lớn. Ở phía trước có một đoạn đang sửa chữa, mà từ đoạn này đường Hùng Vương có vẻ như là bị thu hẹp lại. Và chúng ta cũng đang tiến gần trung tâm hơn, cho nên các bạn thấy nhà cửa lúc này cũng đông đúc hơn. Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Tân An. Sở Giao thông Vận tải. Rồi như vậy là chúng ta đã quay lại được ngã tư giao thông giữa đường Hùng Vương và quốc lộ 1, nơi có nhà máy biến áp. Tiếp tục đi qua đoạn đường bên kia của đường Hùng Vương luôn nha. Y mà hình như bên kia đường đã được mở rộng lại rồi đó các bạn. Dù phát triển là vậy nhưng tỉnh Long An chỉ mới có một thị xã là Kiến Tường và một thành phố là thành phố Tân An mà các bạn đang cùng mình khám phá. Thống kê vào năm 2019 thì thành phố này có diện tích là 81,94 km², dân số là 145.120 người, hiện là đô thị loại 2 và được công nhận cách chúng ta 4 năm, tức là vào năm 2019. Hiện nay chính quyền và nhân dân thành phố Tân An đang cố gắng phấn đấu đưa Tân An đạt đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh đến năm 2025. Phía trước là sân vận động Long An, đây cũng là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Long An, hiện đang thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia. Sân này được xây dựng trong vòng 5 năm, qua nhiều lần thay đổi của nhiều nhà thầu. Sân bóng này hoàn thành giữa năm 1984, có sức chứa là 19.974 chỗ ngồi. Khi xây dựng cách đây khoảng 40 năm, sân Long An nằm ở ngoài thành phố Tân An, còn bây giờ thì nó nằm trong khu trung tâm của thành phố luôn rồi. Vào năm 1984, sân bóng đã đón gần 25.000 cổ động viên để xem giải bóng đá quân đội các nước xã hội chủ nghĩa. Với bốn trụ đèn bằng thép cao khoảng 50m, sân bóng tỉnh Long An được xem như là kỳ quan chiếu sáng sân vận động của cả nước lúc này. Tuy là một sân có nhiều dấu ấn lịch sử, nhưng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030, khu sân vận động hiện tại sẽ được quy hoạch thành trung tâm thương mại và sẽ dời đi ra vùng ven của thành phố Tân An, cách sân cũ khoảng 10 km. Bên kia sân cũng là một khu vực khá là phát triển với rất là nhiều tòa nhà cao tầng ở đây. Giờ đi tiếp trên con đường Hùng Vương luôn nha các bạn. Trụ đèn kỳ quan chiếu sáng nhìn từ đường Hùng Vương. Đoạn tiếp theo của đường Hùng Vương là một khu vực khá đẹp và thơ mộng với các trung tâm thương mại, một cái hồ lớn và một dòng sông bên cạnh. Thông thường thì chỗ nào có tòa nhà Vincom Tòa Lạc thì chỗ đó có lẽ là chỗ có vị trí đẹp nhất nhì của thành phố, và trường hợp của tòa Vincom Tân An này cũng không ngoại lệ. Mình sẽ chạy vào bên trong con đường Bạch Đằng. Con đường đang nằm cạnh bên một con sông, là một nhánh của sông Vàm Cỏ Tây. Bên cạnh Vincom thì chúng ta còn có siêu thị Cupmart nữa này. Một ngôi chùa khá là bự có tên là chùa Quan Âm. Một chút lãng mạn bên cạnh dòng sông Bảo Định, một nhánh của sông Vàm Cỏ Tây. Nó đang nằm ở bên phía tay trái của mình đó các bạn. Đoạn này đang là đoạn chảy qua bên trung tâm của thành phố Tân An. Và có một điều này đặc biệt nè, không phải chỉ riêng thành phố Tân An mới được hình thành bên cạnh một dòng sông đâu, mà hầu như tất cả các thành phố lớn của Việt Nam đều hình thành bên cạnh một con sông hết các bạn. Ví dụ như Sài Gòn thì có sông Sài Gòn nè, rồi Hà Nội thì có sông Hồng, Đà Nẵng thì có sông Hàn, và thành phố Tân An thì bên cạnh dòng sông Vàm Cỏ ha. Tiếp tục với đường Hùng Vương nào. Cái cầu đang bắc ngang con sông Bảo Định mà chúng ta vừa đi qua có tên là cầu Hùng Vương hay là đập Bảo Định. Nhìn nó đang mang một màu trắng toát tựa như một bộ xương với những phần xương sườn đang nhô ra. Vừa đi qua khỏi cầu là tới khu vực của chợ đêm. Khu vực chợ đêm thì tối mình sẽ quay lại nha các bạn. Ở đây còn có cả công viên có tên là công viên phường 3, và có lẽ đây chính là công viên lớn nhất của thành phố này. Một công viên rất đông vui và nhộn nhịp đúng không? Đi vào bên trong công viên này tham quan luôn nha. Ở giữa công viên là một biểu tượng tựa như một cái bùng binh giao thông. Nhìn vậy chứ ban đêm nó đẹp lắm các bạn. Rồi hết đường Hùng Vương rồi đó các bạn.
và cắt ngang đường Hùng Vương lúc này là đường Nguyễn Đình Chiểu, một con đường mà theo mình cảm nhận là một trong những con đường đông đúc nhất của thành phố này. Con đường này cũng sẽ dẫn chúng ta tới khu vực Bệnh viện Đa khoa Long An, khu vực hành chính lâu đời cũng như ngôi chợ Tân An, ngôi chợ dân sinh lớn nhất của thành phố. Cùng mình khám phá từng khu vực một nha. Và trước tiên là ghé thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An này trước. Mình thấy một điều là ở phía trước Bệnh viện Công của Việt Nam lúc nào cũng có rất là đông người tập trung ở đó. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cũng không ngoại lệ. Bệnh viện này ban đầu chỉ có quy mô là 200 giường bệnh và phục vụ cho chiến tranh cũng như là nhân dân ở địa phương. Đến năm 2002 trở thành bệnh viện quy mô 400 giường và được chia làm 3 khu: khu khám bệnh, khu điều trị và khoa nhi. Chúng ta tiếp tục quay lại con đường Nguyễn Đình Chiểu để qua khu vực hành chính lâu đời của tỉnh. Nếu như đặc điểm của các khu đô thị ở miền Bắc là hồ, thì đặc điểm của các khu đô thị ở miền Nam là sông ngòi. Nhưng mà Tân An lại có khá là nhiều hồ, tựa như những khu đô thị ở miền Bắc. Chỗ nào mà nhiều mái ngói đỏ đỏ cam cam thì 90% là cơ quan nhà nước hoặc là công trình dân dụng rồi. Và đoạn này cũng là một ví dụ, rất là nhiều công trình nhà nước ở đây. Nhưng mà nhìn chung, kiến trúc ở đây cũng khá là cũ, chắc có lẽ là nó đã được xây dựng từ khá là lâu đời. Viện kiểm soát. Ủa sao mà nhiều viện kiểm soát dữ vậy ta? Hình như nãy giờ mình qua tới tận 3 cái rồi. Công nhận khu này quy hoạch cũng khá là đẹp chứ các bạn. Cây xanh cũng nhiều, đường xá cũng rất là logic và được cái gần sông nữa, cho nên mát mẻ thôi rồi. Hướng từ sông Vàm Cỏ Tây nhìn vào, cặp mé sông là một công viên hẹp và một con đường, nên công trình ở đây phần lớn đều có hai mặt tiền. Ngân hàng nhà nước. Chúng ta đã quay lại cầu Tân An rồi đây. Sông Bảo Đại đây mọi người. Bờ bên kia là khu vực mà đoạn trước của video này chúng ta đã đi qua. Còn bên đây là khu vực của chợ Tân An, chợ dân sinh lớn nhất của thành phố này. Ở giữa là khu nhà lồng, còn hai bên là hai con đường. Mà một bên thì bán thịt, cá mắm, rau củ quả tươi, còn một bên thì bán hàng tiêu dùng. Bên bán đồ tươi thì khá là hẹp và đang rất là đông, cho nên mình qua khu bán hàng tiêu dùng nha các bạn. Mình đi lúc khoảng 12 giờ trưa nên chợ cũng hơi vắng. Chợ này cũng bán những mặt hàng mà chúng ta thường thấy hàng ngày thôi. Được cái là đồ đạc trưng bày quá trời luôn, bích bùng hết. Lâu lâu cũng thấy thêm một vài hàng ăn và các sạp bán đặc sản của vùng. Tất nhiên quần áo, giày dép, mũ nón là các mặt hàng không thể thiếu trong các khu chợ của Việt Nam rồi. Hết chợ rồi đó các bạn. Và đây cũng chính là khu vực khám phá cuối cùng ở thành phố Tân An này vào ban ngày. Nhưng mà tập phim của chúng ta chưa kết thúc đâu. Chúng ta còn tiếp tục khám phá thành phố này khi ánh đèn đường được thắp sáng, soi gọi một ngóc ngách của một thành phố đang lên ở miền Tây này. Mình tin rằng sẽ có rất là nhiều điều thú vị đây. Toàn cảnh của thành phố Tân An về đêm đây các bạn. Từ ngày làm về tập phim quy hoạch bàn cờ đỉnh cao của thành phố Tây Ninh thì giờ nhìn quy hoạch của thành phố nào mình cũng thấy không thuận mắt hết các bạn ơi. Bạn nào chưa xem thì xem thử tập đó trên kênh của mình để xem thành phố Tây Ninh quy hoạch đẹp như thế nào nha. Giờ thì đi khám phá thành phố Long An này về đêm luôn thôi nào. Khu vực cầu Tân An bắc ngang sông Vàm Cỏ Tây. Cái khu làng ẩm thực mà hồi sáng chúng ta thấy kìa mọi người, bây giờ lên đèn nhìn cũng khá là đẹp ha. Còn đây là bên kia cầu, khu trung tâm của thành phố, sáng rực với đoạn quốc lộ 1. Ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 1 và đường Hùng Vương. Hiện mới có hơn 8 giờ một chút thôi, mà không biết sao đường phố vắng lắm luôn. Xe cộ, người dân qua lại thì thưa thớt, hàng quán thì đóng cửa hết trơn. Mặc dù mình đang đi trong dịp lễ hội lớn nhất của cả nước mà còn vậy, không biết ngày thường sao nữa. Sự vắng vẻ của thành phố này về đêm làm mình nhớ đến những thành phố như thành phố Sa Đéc của Đồng Tháp. Mới hơn 8 giờ tối thôi mà cũng vắng như vậy luôn. Ngược lại những thành phố như Long Xuyên, Cần Thơ, Gạch Giá thì về đêm khá là nhộn nhịp. Khu vực Vincom, cầu Hùng Vương. Ở phía trước của Vincom cũng khá là vắng vẻ. Như hồi sáng mình có nói, qua cầu này là tới khu vực của chợ đêm, và nó đây.
Điều ấn tượng nhất về chợ đêm này là sự rộng lớn của nó. Mình chưa đi chợ đêm nào mà nó dài đến thế luôn đó các bạn. Chạy ngoài mà vẫn không hết được. Để kiểm chứng lời mình nói, các bạn hãy cùng đi theo mình nha. Những ánh đèn sáng rực rỡ bên dưới là thuộc về các sạp hàng ở trong khu chợ đêm này. Như một thông lệ thì chợ đêm sẽ là nơi có các quầy bán đồ ăn uống, đôi khi có các khu vui chơi cho trẻ em và không thể thiếu đó là các cửa hàng bán quần áo. Ngoài đường lớn thì vắng tanh, nguyên nhân có lẽ là đây chứ đâu. Người dân đã tập trung vô đây mua đồ ăn uống hết rồi. Quá trời các gian hàng quần áo luôn rồi, nhìn cũng khá là đẹp đó các bạn. Mà thôi để mình thả cho nhanh nha, chứ chạy hết khu này chắc cái clip nó dài cả tiếng đồng hồ quá à. Chạy hết khu đó, nói tiếp lại là một khu khác còn lớn hơn nữa. Trời ơi, quá trời luôn rồi. Ơi, còn nữa nè. Thì chứ, hồi nãy là quần áo, còn bây giờ là đồ trang sức, đồ. Chợ đêm này đang nằm bao quanh một công viên mà sáng chúng ta cũng đã viếng thăm, là công viên phường 3, nó đây các bạn. Ở bên trong nó là một cái bồn binh biểu tượng rất là đẹp. Tại công viên phường 3 này cũng đã kết thúc tập phim khám phá về thành phố Tân An này rồi đó các bạn. Với những chỉ số rất là ấn tượng về kinh tế xã hội hiện nay của tỉnh Long An, do nhiều yếu tố mang lại, đặc biệt là yếu tố về vị trí thuận lợi giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh. Riêng cá nhân mình thì mình tin là vào một tương lai không xa, tỉnh Long An sẽ là đầu tàu kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long này. Còn nói riêng về thành phố Tân An, phải nói thật lòng thì sự phát triển của thành phố này mình thấy chưa xứng tầm với vị thế của tỉnh Long An lắm. Hy vọng là mọi thứ sẽ được cải thiện hơn trong thời gian tới. Còn các bạn cảm nhận như thế nào về tỉnh Long An nói chung và thành phố Tân An nói riêng? Hãy cho Hữu và mọi người cùng biết nha. Các bạn muốn Hữu thực hiện tập phim tiếp theo ở tỉnh, thành phố nào thì để lại comment bên dưới cho Hữu biết luôn nha. Và cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh này ủng hộ Hữu. Hữu xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn.